Ví dụ như tôi chọn đây, New Family, các bạn có thể chọn đây Magic Profile. Ok, các bạn có thể ứng dụng những cái này ấy để làm. Ví dụ như đây, tôi chọn này 120, 60. Ok này. Này. Grid này. Này. Ví dụ này DM, đúng không? Các bạn có thể dùng grid này, line này, các bạn dùng lệnh offset này thì nó có bán kính. Ví dụ bán kính ở đây ví dụ như là 10 chẳng hạn. Chọn đây, chọn đây, đúng không? Chọn đây mirror qua, đúng không? Tôi xếp lại, Rail Structure RS1 chẳng hạn. Ok, load into project, vào dự án. Bây giờ chọn đây editor thì chúng ta chỉ còn lại hai cái thanh này thôi. Thì nó chỉ còn lại hai cái thanh này, này. RS1 này, RS1 này. Ok, ok. Đây, các bạn có thể làm các cái ray đường tàu hay là cái gì thì tùy chúng ta. Bạn thấy đây không? Đây này. Đúng không? Thì chúng ta có thể insert thêm một cái thanh ở giữa. Ví dụ insert thêm một cái nữa chẳng hạn ở đây, đúng không? Các bạn không cho offset thì nó sẽ có thanh ở giữa như thế này. Hiểu đây không? Mình có thể sang trái, sang phải, mọi thứ mình đều thể ứng dụng được cái này. Nó ứng dụng rất nhiều thứ nha. Thì đây tôi sẽ bảo các bạn cái cách ứng dụng. Thì nhìn vào đây, vào phần rolling này. Này, nhìn thấy cái này không? Thì bây giờ cái này là bay booster thôi, còn hai thanh này là thanh, hai thanh handrail thôi, à thanh rail structure thôi, hai bên thôi. Thì cái profile của thanh ray này thì các bạn biết làm rồi đúng không? Đây này, thì tất cả những cái đường ray này ấy, thì là cả một cái này nó là một cái bay booster luôn. Các bạn tin vẽ này nó đơn giản thôi, mỗi cái này là một cái bay booster thôi. Còn cái đường ray này thì các bạn vẽ đơn giản có gì đâu. Đường ray thì bây giờ tôi copy ra đây cho các bạn xem. Này. Nó không hề khó một tí nào cả mà nó vẽ theo ý đồ của chúng ta mong muốn luôn. Này, ví dụ như thằng này, ví dụ các bạn muốn vẽ thì các bạn vẽ đây. Nó uốn lượn chẳng hạn, offset đây. Được nhá. Này. Thấy không? Thấy không? Và vẽ cái này nó sẽ vẽ đường trong quy hoạch. Tôi vẽ một bên vỉa hè, một bên vỉa hè, một bên lòng đường. Xong rồi tôi cứ cầm railing để tôi đi tôi vẽ ra. Tranh được cốt mà. Con hiểu không? Nhanh. Bắt đầu tôi dạy bắt đầu nó phải tư duy rồi. Nha, tư duy cho đỡ buồn ngủ. Ngủ hết. Nha. Chọn tiếp đây. Copy đi, copy ra đây nhá. Tôi sẽ vẽ cho bạn những cái đường tàu kia trong 1 phút mốt thôi. Này. Cho đây tôi không vẽ cái hình dạng này nữa, đúng không? Mà grid đây tôi vẽ đây. Thì các bạn muốn vẽ cái đường tàu như thế này đúng không? Này. Thì các bạn sẽ vẽ đây. Như này. Này. Tôi muốn vẽ. Hoặc là các bạn vẽ đường quy hoạch đi cho nhanh. Được chưa? Ờ, đấy ứng dụng luôn, vẽ cái vỉa hè đây chẳng hạn. Như này chẳng hạn. Này. Như này. Như này. Như vẽ đây đi. Mirror qua đây đi. Đây vỉa hè đúng không? Ví dụ như thế, còn mặt cắt đường thì các bạn tàu lui thì các bạn phải kéo lên đây tí như này đi cho nó chất nhá, rãnh thu nước các kiểu vẽ đây đi, mặt cắt mà đúng không? Có cần làm chi tiết này nữa không? Tôi làm luôn cho, vẽ thêm một đường tròn đây, lỗ đấy, các kiểu đấy, chọn đây xếp hết nhá. Bây giờ mới bắt đầu mới biết ứng dụng của nó thôi. Này, chọn đây load into project, vào đây chọn đây editor RL1, RL2, RL3, RL3. Ok, ok. Đấy nhá, chọn đây. Mình chọn vào RL3 này. Chọn đây đúng không? Editor. Thì các bạn chỉ việc thay thế cho tôi một cái ở trong đây thôi. Là gì? RS2, còn mấy thằng này làm sao? Delete đi. Đây. Đây này, các bạn thấy đường này không? Đường giao thông này không? Vỉa hè đây này. Đây này.
nha. Còn muốn chỉnh cái đường này nó to hay nó rộng ra thì làm sao? Cầm thằng này kéo ra này. Vỉa hè cao quá thì nha. Bên này làm sao? Xóa đi, lấy cái này mirror ngược lại, tội gì đúng không? Vẽ nó phải nhanh lên đi đúng không? Thấy không? Chọn đây, click đúp đi, vẽ quy hoạch đi. Đấy. Đường giao thông lên đây thì chọn radius đi, bán kính của nó 3 mét đi nha, cho nó quay được xe đi này nha. Đấy, nha, ví dụ như vậy. Thấy không? Con này dễ không? Hả? Hay là đi vẽ bằng từng cái sàn, từng cái sàn, từng cái sàn một. Đúng không? Đặt mặt cắt đường qua đây, đấy nha. Xong rồi bồi thêm annotation vào đây nữa là xong, có gì đâu. Còn vẽ muốn vẽ chi tiết thì vẫn vẽ được cơ mà. Các bạn hiểu ý tôi không? Đây này. Thấy không? Mặt cắt đường này. TL này. Đấy. Thấy không? Đó. Thì ví dụ như cái vị trí mà giao ngã ba ngã tư thì làm nào? Vẽ đây đúng không, chọn đây được nha. Thì sau này nó sẽ có một cái ở đây là cái post đúng không, nên mình sẽ vẽ được giao được ngã ba ngã tư ở đây, nó là một cái thư viện riêng được nha. Đang này như này, cong như này. Đây ạ. Vẽ tiếp vào đây nhỉ. Được. Đây này. Thì những cái ngã ba ngã tư này sau này tôi sẽ vẽ bằng nó bằng một cái thư viện. Được nhá. Nó rất là đơn giản. Không có vấn đề gì. Finet đây. Thì đây đối với nó chỉ là một cấu kiện này, là railing thôi đúng không? Còn bây giờ nó sẽ chuyển sang một cái này sẽ là baluster này. Thì bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn sang phần baluster nha. Còn cái này baluster nó chỉ là thanh nằm ngang này thôi nha. Baluster thì ở đây tôi chọn vào đây editor, các bạn muốn một baluster là thanh này đúng không? Các bạn chọn đây là baluster là một dạng thanh square này chẳng hạn. Ok. Ok. Này. Baluster thì nó sẽ phải có thằng handle. Các bạn nhìn thấy đây cái baluster ở giữa đường này không? Đúng không? Thì mỗi baluster này là một trụ cột, tôi sẽ vẽ cái đường trên cao ở đây, ví dụ các bạn nghĩ đây đường Nguyễn Trãi đi chẳng hạn. Đấy nha. Còn đây là mỗi trụ cột này. Nha, còn trên này là một cái đường trên cao. Thì tôi sẽ vẽ được cái đường trên cao ở đây. Ví dụ như một cái baluster này, các cái trụ cột này đây, tôi cho nó khoảng cách ở đây nó ví dụ như là tầm khoảng là đang là 275 đúng không? Tôi cho nó tầm khoảng 100 theo tỷ lệ. Bạn vẽ tỷ lệ 1:1 cũng được mà. Đây. Nó đang giao nhau ở các cái thanh này. Ok. Đây, edit. Thì đây, các bạn sẽ thấy là từ host này đến thanh rail này, đến thanh top rail này, rail 2 này, hay đến thanh top rail này. Nó khoảng cách đang là 100 này. Ok. Thì ở đây nó đang lấy theo các cái thứ tự của nó. Ở đây tôi muốn chia nó ra. Rail structure begin. Ok. Thì bây giờ các bạn muốn nó ví dụ như thay thế một cái baluster này bằng một cái trụ cột, hoặc các bạn muốn thay một cái top rail thì các bạn cho này cao lên, ví dụ như 3000 chẳng hạn. Ok. Đây. Các bạn nhìn thấy nó cao 3000 đấy không? Mà khoảng cách nó đang là 100 đúng không? Chọn này. Edit. Cho ngay nó phải tầm khoảng 10 mét. 10 mét một trụ. Bạn thấy 10 mét một trụ đây không? Đúng không?